Mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục làm với món cút chiên nha mọi người. Đây mình mới vừa mần xong đây. Giờ mình bắt đầu ướp. Đây là nguyên liệu ướp của mình đây. Sốt ướp đầu nướng. Đó là ngũ vị hương. Giờ mình bắt đầu ướp nha mọi người. Đầu tiên mình cho sốt ướp đầu nướng vào. Đây, tiếp theo mình cho bột ngũ vị hương. Tiếp đến mình cho tỏi ớt. Mình lại cho một tí hạt nêm Asimon. Xong mình cho tiếp theo mình cho bột ngọt cho mọi người. Và tí xíu muối. Đến mình chọn cho đều nha mọi người. Giờ mình chọn cho đều nha mọi người. Giống đẹp ra ha. Màu ra. Nghe mình tiếp tục thử thách với món không? Cút chiên. Xong đấy. Rồi giờ mình đã cho nó thấm thì mình chiên rồi. Thôi để vậy. Sâu vậy hả? Ừ. Sâu vậy cái hồi trở mình. Cút chiên. Cút chiên. Cút chiên nha mọi người. Mình cắt ra cho nó chín được lâu quá. Dạ, quá trời dạ. Người ta làm cái sao tôi đi xuống. Cái bản chế nước nước rồi kìa. Đó hết mà, hai giờ kia là đã chế rồi. Nhìn cái phục. Chính là
chút nữa được. Đây giòn chín này nha mọi người. Chiên nhánh giả đây. Cuối cùng cũng xong rồi nha mọi người. Cuối cùng mình cũng chiên xong nha mọi người. Cúc chiên. Rất thơm nha mọi người. Mời mọi người nha. Cúc chiên. Đây mình mới vừa cắt ra nha mọi người. Rất ngon nha mọi người.